tự là thấy trẻ trở lại như là cái thời chúng ta còn đang ở trong mái trường thân yêu ngày xưa. Tôi cũng nhân dịp này nhắc lại một vị thầy cũng khá là thân thương, là thầy Hồ Đình Biên đã mất, và cũng còn vài tháng nữa là qua như là các năm thầy Biên mất, cũng được anh em ở miền Nam Cali cũng đến đưa tiễn rất là trang trọng. Gần đây thì là chúng tôi mới liên lạc được với thầy Nguyễn Hữu Trị, thầy Nguyễn Hữu Trốn, Nguyễn Hữu Trị. Bây giờ vì thầy lớn tuổi mà cũng ý liên lạc với anh em, cho nên vừa rồi được tin là cô Trị mất, cho nên tôi cũng gọi hỏi thăm, xin chia buồn với thầy, cũng báo cho anh em quý cô thầy và các chị ở đây biết là cái tin buồn đó. Tôi thì cũng mong rằng trong đời mình thì không có cái gì có ai có thể nói với chắc, thì chúng ta đều luôn luôn là đồng ý với nhau. Nhưng mà với tinh thần của kỹ thuật, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể trong về phương diện nào đó chúng ta có thể có những sự bất đồng với nhau, nhưng mà chắc chắn kỹ thuật không bao giờ bất hòa, và tôi xin lấy đó làm cái tiêu chuẩn sống của kỹ thuật. Và sau cùng thì xin có lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn thầy Phương. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin kính mời thầy Phạm Văn Thạch, đại diện cho Ban Liên lạc Kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng và Trưởng đoàn Kỹ thuật Đà Nẵng tại miền Trung có một số ý kiến. Xin mời thầy. Kính thưa quý thầy cô và tất cả các anh chị em cựu học sinh kỹ thuật Đà Nẵng tại Sài Gòn, giống như là các cái anh em kỹ thuật từ Đà Nẵng vào hôm nay. Thật là vinh dự được thay mặt cho thầy giáo, cô giáo và các anh em học sinh kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng để thay mặt các anh chị để có một vài phát biểu. Trước hết là tôi xin chúc sức khỏe quý thầy cô và các anh chị em cựu học sinh kỹ thuật Đà Nẵng được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Nhân cái dịp kỷ niệm lần thứ 29 của anh em kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua đoàn học sinh kỹ thuật tại Đà Nẵng đã vào đây để đi cùng tham dự với cái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh đi chơi, và được sự tiếp đón của tất cả các anh chị em trong Ban Liên lạc Sài Gòn. Cả một ngày hôm qua thể hiện ra những cái tình cảm thật là thân thương và dồi dào, chúng tôi rất là cảm động. Điều đó là nói lên là không có gì hơn là chỉ có là tình cảm của con người với nhau, tình cảm thầy trò, tình cảm đồng bào. Đó là nói lên ý nghĩa của cái buổi họp gặp của chúng ta ngày hôm nay, cũng giống như là những cái ngày họp mặt khác ở tại Đà Nẵng. Trong cái không khí vui chơi, mặc dù là có những thầy chưa bao giờ dạy một giờ nào đối với các em, nhưng mà cũng có là biểu hiện cái tình thầy trò rất là kính trọng. Và điều đó làm cho bản thân tôi là một người đi dạy, cũng là một học sinh từ năm 1962 đến năm 65, và sau khi ra trường dạy ở lại trường năm 69, và tôi cũng cảm thấy rằng mình là một học sinh của trường và cũng là thầy giáo của trường, và gặp lại các em, những người mà ở xuất thân từ trường là có một cái tình cảm rất là dồi dào và tình thương yêu mà không bao giờ có trường khác mà có. Nhân dịp buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi xin thay mặt cho Ban Liên lạc
kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn. Ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại Sài Gòn, quý thầy cô đã đến tham dự và cùng chia vui, và chúc sức khỏe tất cả anh chị em được khỏe mạnh. Cùng nhân dịp đi vào tham dự buổi họp mặt hôm nay, đoàn Đà Nẵng có một cái lạng hoa gửi cho ban liên lạc Sài Gòn, chúc cái tình cảm giữa hai ban liên lạc càng ngày càng phát triển. Và cùng nhân dịp này xin thay mặt ban liên lạc tuyển tộc Đà Nẵng, sau khi có một cái buổi họp về là cái tổ chức cái họp mặt thường xuyên tại Đà Nẵng, thì chúng tôi cũng xin thông báo đến tất cả các ảnh hưởng là ngày đầu chủ nhật đầu tuần của tháng 4, tất nhiên là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2013, kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng sẽ tổ chức một buổi họp mặt. Và tôi cũng có nhờ anh Kinh gửi xin gửi là một số giấy mời để xin kính mời quý thầy cô và các anh chị em cố gắng phân bổ cái thời gian để về cùng sum họp với anh em ở kỹ thuật Đà Nẵng tại Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn. Du lịch, sinh hoạt và văn nghệ thì có một cái sinh hoạt rất đặc biệt mà lại có sự hỗ trợ rất lớn từ cái ban liên lạc của kỹ thuật Đà Nẵng tại hải ngoại. Người đã đóng góp rất nhiều nước vào trong cái sinh hoạt và có những cái báo chí, đó là thầy Lê Đình Thọ. Thầy Lê Đình Thọ ở Mỹ nhưng bỏ công rất nhiều và từ trước nay đã làm được 4 số sanh hoài niệm. Hôm nay thầy Lê Đình Thọ cũng từ Mỹ về và xin mời thầy Lê Đình Thọ đại diện cho ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại hải ngoại lên tặng vòng hoa cho kỹ thuật Đà Nẵng tại Sài Gòn. Xin mời thầy Phật. Xin mời anh Võ Kim đại diện cho ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại Sài Gòn nhận vòng hoa của ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng tại hải ngoại. Kính chào quý thầy cô, quý anh chị cựu học sinh kỹ thuật Đà Nẵng. Chúng tôi rất vui mừng được hiện diện hôm nay, thấy lại được gương mặt của một số các đồng nghiệp cũ. Trong này có những vị tôi đã gặp từ năm 1962 tại trường kỹ thuật Đà Nẵng, như tại Bình Phương, như cô Kim Sang. Và tôi cũng rất vui mừng được gặp lại một số đông các trường sinh kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Sài Gòn. Những người mà tôi đã gặp từ những ngày đầu thành lập ban liên lạc kỹ thuật tại Đà Nẵng tại Sài Gòn là năm 1985. Đây là lần đầu tiên tôi trở về và được gặp đông đảo như thế này. Tôi rất vui mừng và xúc động. Nhân thế tôi cũng xin truyền lời chào mừng và thăm hỏi của tất cả các thầy cô, các anh chị em kỹ thuật Đà Nẵng ở nước ngoài về xin chúc mừng và thăm hỏi sức khỏe quý thầy cô và các anh chị em từ một sinh kỹ thuật ở thành phố Sài Gòn cũng như ở các nước. Và trước khi tôi lên đường thì anh Nguyễn Quốc Thảo, tân trưởng ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng hải ngoại, cũng nhờ tôi truyền lời mời quý thầy cô và quý bạn, nếu có dịp đi ra tham quan nước ngoài thì cho ban liên lạc ở hải ngoại biết để chào mừng quý thầy cô và quý đại hữu. Và sau cùng chúng tôi có một món quà tinh thần từ hải ngoại đến về đây để kính biếu quý thầy cô và quý anh chị làm kỷ niệm sau buổi họp mặt hôm nay. Có thể trong buổi họp mặt hôm nay ly rượu của chúng ta có thể cạn dần và hết, nhưng mà với kỷ vật mà chúng tôi đem về thì chúng tôi hy vọng nó sẽ còn mãi mãi. Và sau này con em của
các anh chị cựu học sinh kỹ thuật nhìn vào có thể hình dung ra được phần nào. Ngày trước đấy cha mẹ các em đã được đào tạo trong một môi trường giáo dục như thế nào, đã trưởng thành ra sao, thành đạt ra sao, và cho thời đến thời điểm này thì đã sống trong một cái tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái như thế nào trong cái tinh thần đại gia đình kỹ thuật này. Sở dĩ mà có được một cái truyền thống tốt đẹp như vậy là cũng do cái sự cố gắng dìu dắt của quý thầy cô được đấy, ý thức được cái tinh thần học tập và tinh thần ái của các cựu học sinh kỹ thuật. Và gần đây nhất là nhờ sự nhiệt tình của các ban liên lạc kỹ thuật Đà Nẵng ở trong buổi như ngoài nào. Điều khi dừng lời, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc sức khỏe đến quý thầy cô như quý anh chị cựu học sinh kỹ thuật Đà Nẵng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy Lê Đình Thọ. Chúng ta cũng còn một số một nhỏ nhỏ nữa thôi là chúng ta bắt đầu qua cái phần hội hè. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu anh Bùi Ngọc Lượng, đại diện cho đoàn Tam Kỳ, xin có mấy lời phát biểu. Xin mời anh Bùi Ngọc Lượng. Quý anh chị, cựu học sinh của Kỹ thuật Đà Nẵng, tôi rất là vinh dự, tự hào được ban tổ chức cho phép nói mấy lời. Thì không gì hơn thì lần đầu tiên là xin gửi lời cầu chúc đến quý thầy cô và tất cả quý anh chị năm mới quý vị dồi dào sức khỏe, làm ăn hạnh phúc và thành đạt. Và cũng mong rằng Kỹ thuật Đà Nẵng dù ở đâu, làm việc gì, ở trong hay ngoài nước, cố gắng liên lạc với nhau và cùng nhau dìu dắt để chúng ta tiếp tục phát triển. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Bùi Ngọc Lượng. Cái phần phát biểu cuối cùng, chúng tôi xin mời đại diện cho trường Đại học Bách Khoa. Xin mời đại diện trường Bách Khoa. Xin kính chào các thầy cô và quý anh chị học sinh kỹ thuật Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin đại diện trường Bách Khoa Trung Cấp, ban liên lạc của trường Bách Khoa Trung Cấp, tức là các trường kỹ thuật địa phương sau khi tốt nghiệp hoặc trung học thì sẽ lên nâng cao hơn với Bách Khoa Trung Cấp. Và trường cũng đã chấm dứt nhiệm vụ ở năm 1975, do đó mà tuổi tác bạn hữu càng ngày càng chồng chất lên, và cái truyền thống của kỹ thuật là đoàn kết gắn bó và luôn luôn liên lạc tương trợ lẫn nhau. Thì nhân đây tôi cũng xin kính chúc năm mới quý thầy cô và các bạn, các anh chị được là sức khỏe và được nhận sự lưu ý. Trước Tết, theo lời đề nghị của anh Võ Kim, và chúng ta đã được sự hỗ trợ rất lớn của các anh chị em, các thầy cô, và tổng cộng số tiền là trên gần 20 triệu. Chúng ta đã phân phát một số, nhưng còn có một số chưa có phát trước Tết được. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin mời anh Quế, mời thầy Trần Hữu Tế, mời anh Diêm và mời anh Tùng lên nhận cái số tiền còn lại ủng hộ cái bông bánh Tết của học sinh kỹ thuật Đà Nẵng. Xin kính mời.